tổng cụ Phạm Văn Trèo kính mến. Cụ về vui cảnh niết bàn, họ hàng con cháu xóm làng nhớ thương. Kính thưa các quý cụ ông, quý cụ bà, kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể quý nghĩa khách gần xa, kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình tang quyến. Nhận lời mời và được sự ưu ái của gia đình tang quyến, chúng con là đội nữ kim nhạc Hoa Đăng, trực thuộc dịch vụ tang lễ chọn gói Xuân Bảo. Giờ đây đoàn trở về trước ninh sàng của cụ, dự và phục vụ buổi lễ tang long trọng này. Đoàn xin chân thành bày tỏ sự thương tiếc tới tang quyến và thành tâm chia sẻ nỗi đau thương mất mát lớn lao cùng với gia đình, để tỏ lòng thành kính thắp tuần hương thơm và đôi lời tiễn biệt. Chúc cụ thanh thản an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Lễ dâng hương của đoàn xin phép được bắt đầu. Thắp nên bằng máu từ thời sinh chúng con, thắp nên là cháy hết mình, đói no gian khổ dốc lòng nuôi con. Giờ đây cha khuất không còn, chúng con than khóc mỏi mòn canh thâu. Ơn dưỡng dục cha ơi đâu kể xiết, nghĩa sinh thành chúng con nghĩ quặn lòng đau. Bóng cha hiền bỗng chốc chẳng còn đâu, bỏ chúng con lại giữa đường đời gió nồng. Ân tình cha nay chỉ còn trong mộng, công sinh thành con đền đáp sao đây. Thành tâm con mượn tiếng kèn đáp đền ơn nghĩa sinh thành cha kính yêu. Bản nhạc công đức sinh thành, đoàn kim nhạc xin được thay lời cho các con, các cháu của cha. Xin kính dâng lên cha. Thank you.
còn nỗi đau lào hơn nỗi đau mất cha. Sầu dài đằng đẵng một ngày qua, giờ đây bên quan tài chúng con khăn trắng áo choàng. Ai gây nên gió lũy mưa ngàn, cho buồn con cháu với muôn vàn nỗi đau. Cha ơi, chúng con đứng ngồi bên cha mà tâm can bối rối, khóc và thương không nói được nên lời. Cha ơi, cha ở đâu rồi? Có nghe con cháu đang đứng ngồi khóc thương, khóc thương cha trăm đường vất vả, chọn cuộc đời cha dành cả cho cháu cho con. Giờ đây cháu con đã được lớn khôn, kéo dài tuổi thọ của cha thì chúng con còn ước ao. Chúng con cầu cho cha được siêu sinh tịnh độ, được về Tây đất trở trời che. Cháu con ở lại trần quê, nguyện xin mãi mãi hướng về phụ thân. Được thay lời cho các con của cha, xin kính dâng lên cha. Đầu đội khăn trắng hai hàng lệ rơi, chỉ còn ít phút nữa thôi, thế là cha đã xa lơi dương trần. Cha đi thanh thản nhẹ nhàng, để cháu con phải bàng hoàng. Cha ơi, ngàn thu vĩnh biệt cha rồi, suối vàng sâu thẳm đơn côi một mình. Cõi trần đang buổi bình minh, mà sao cha vội dứt tình ra đi. Cháu con lệ ướt ven mi, nghẹn ngào nói tiếng biệt ni tiễn người. Cầu xin Bồ Tát Quan Âm đón rước linh hồn cha về được hưởng phúc bên người. Bài nạy Phật Quan Âm, đoàn kim nhạc xin được thay lời cho các con, các cháu của cha. Xin cầu nguyện cho cha.
sống có điện có đèn. Nay cụ về quy Phật có trống kèn tiễn đưa. Lễ dâng hương và hòa nhạc viếng của đội nữ kim nhạc Hoa Đăng thuộc dịch vụ tang lễ chọn gói Xuân Bảng. Đoàn trở về đây tri ân lên cụ những bản nhạc đã được chu viên hoàn tất. Kính chúc cụ sớm được siêu sinh tịnh độ, trở về cùng tổ tiên nơi cõi vĩnh hằng. Đoàn xin chào vĩnh biệt cụ.
rằng: sinh kỳ tử quy, mà sao tổn thất này đối với gia đình, dòng họ, bằng hữu, xóm phố đoàn thể thì vô cùng đớn đau. Đau thương này là vô hạn. Và trong suốt thời gian cụ năm chọc bệnh và thời gian cụ mất đến giờ, gia đình nhà Hiếu vô cùng xúc động, đất được đón nhận những nghĩa tình vàng ngọc quý báu của các quý vị cá nhân và tập thể đã đến gia đình thăm hỏi động viên, thắp nén nhang thơm tỏa lòng tiếc thương vô hạn với người đã khuất, cùng chia sẻ nỗi buồn sâu nặng với toàn thể tang quyến chúng tôi. Cho dù được xá có thật xa xăm, nhưng nghĩa từ, nghĩa tận vẫn cứ phải đặt lên hàng đầu. Dù cho có ở tận nơi đâu, nhưng vì tình, vì nghĩa thì ở nơi đâu cũng đã về. Dù cho công việc có thật bộn bề, nhưng vì tình, vì nghĩa cũng đã về viếng thăm. Nén nhang thơm thay cho lời nói, tấm đồng hành để viếng cụ Phạm Văn Chèo. Gia đình nhà Hiếu chúng tôi vô cùng cảm động và chân thành cảm tạ những nghĩa tình vàng ngọc quý báu của các quý vị. Thật là lời nói thường quý như vàng, nghĩa tình quý vị lại càng quý hơn. Gia đình nhà Hiếu chúng tôi vô cùng xúc động, không biết nói gì hơn, chỉ biết vô cùng cảm tạ và cảm tạ nghĩa tình vàng ngọc quý báu của các quý vị. Và trong lúc tan ra bối rối, gia đình nhà Hiếu chúng tôi không tránh khỏi nhiều điều thiếu sót. Việc đón tiếp chào mời các quý khách quý đoàn chưa được chu đáo, những chén nước miếng trầu chưa được mời đến tận tay các quý vị, lời cảm tạ chân tình chưa được nói nên thành lời, cũng mong các quý vị thông cảm, rộng lòng ngược thứ cho gia đình nhà Hiếu chúng tôi. Thật là nhà tang tay cắp miệng bưng, chén trà điếu thuốc dâng lên để mời, nhà tang thì được đứng học ngồi, tránh sao cho khỏi những lời trách chê. Chén nước trà xanh nặng tình nặng nghĩa, biết chầu vàng chia sẻ nỗi thương tâm. Gia đình nhà Hiếu chúng tôi còn nhiều điều thiếu sót, kính mong các quý vị thông cảm, dọc lòng ngược thứ. Và cũng như ban tổ chức đế tăng, cục gia đình nhà Hiếu chúng tôi đã đưa tin theo giờ tâm linh của gia đình vào hồi 7:30 sáng ngày hôm nay. Ban tăng lễ tổ dân phố 16 Phúc Lộc, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng, kết hợp gia đình dòng họ và các ban ngành đoàn thể tổ chức long trọng lễ truy điệu của cụ Phạm Văn Chèo theo nghi lễ của địa phương. Vậy gia đình nhà Hiếu chúng tôi xin được trân trọng kính mời các vị đại diện cho đảng, chính quyền địa phương, kính mời các vị trong ban tang lễ, kính mời các cụ, các ông, các bà, các quý cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa, các gia đình thông gia, niên gia cùng bà con xóm phố tình nghĩa, vì tình vì nghĩa sắp xếp thời gian gác lại công việc bộn bề để về với gia đình nhà Hiếu chúng tôi vào hồi 7:30 sáng ngày hôm nay để dự lễ truy điệu, đồng tiến đưa người chồng, người cha, người ông, người cụ chúng tôi là Phạm Văn Chèo về nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy gia đình nhà Hiếu chúng tôi xin vô cùng cảm động và chân thành cảm tạ nghĩa tình vàng ngọc quý báu của các quý vị, và trân trọng kính mời các quý vị thay mặt cho dòng họ và gia đình cụ bà Đồng Thị Hoan, con trai Phạm Văn Thuy cùng toàn thể anh em con cháu chắt dâu rể đội ngoạ trên cúi đầu cảm tạ và trân trọng được kính mời các quý vị. Thank you.
về vị trí đã được phân công sắp xếp từ lúc công việc tang lễ cho cụ đến chuyến điệu và tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin được trân trọng kính mời đoàn.